Xin kính chào các bác, ở video clip này em Dũng xin gửi đến các bác hai cái mẫu BMB. Đây là một trong những cái mẫu loa đặc trùng karaoke gia đình, ngon, bổ rẻ và hay các bác nhá. Ngày trước giá của những cái mẫu này nó lên đến hơn 6 triệu, BMB 450C có thời điểm lên đến 6 triệu rưỡi một cặp, 880C lên đến 6 triệu 8 một cặp các bác nhá. Nhưng mà hai cái mẫu này là mẫu hay nhất của BMB Bass 25. Hay nói khác, nếu nói đến cái loa karaoke có thể vừa nghe nhạc gia đình được và vừa karaoke gia đình hết chất luôn. Nhấn mạnh các bác là karaoke gia đình hát cực kỳ hay và hát to, hát lớn nhưng mà không hề mệt. Thì đây là một trong những cái mẫu loa thật sự các bác nó quá hay luôn. Riêng BMB 450C và 880C. Đó, hôm trước em lên một lô có khoảng 30 cặp. Hết rồi, hôm nay lại về tiếp. Trời thì đang cơn mưa các bác nhá, nên em đang cho anh em bốc cất đi luôn các bác ạ. Bóc ra đây định quay test âm nhưng mà mưa các bác. Trời đang nó chuẩn bị mưa, sầm hết cả trời các bác. Tối sầm luôn các bác ạ, trời rất tối các bác nhá. Nên em quay nhanh các bác thôi. 880C siêu đẹp luôn các bác nhá. Siêu đẹp các bác nhìn này, đây là phía đít của nó các bác. Đây phía đít loa các bác, đây là phía đầu loa các bác. Đấy, chữ BMB đang để ngược các bác nhìn thấy không ạ? Nó đẹp như này các bác ạ. Đẹp xuất sắc các bác nhá, những cặp loa đẹp xuất sắc luôn. 880C một quả là 1000W. Nói về bát 25 thì 880C nó là lực nhất, khỏe nhất. Nó đàn em của 2000C. Nhưng 880C này cho chất tiếng, em khẳng định các bác là có khi tiếng còn chắc hơn 1000C. Nếu các bác đánh với những chiếc âm ly Jaguar và những chiếc đẩy cụm đẩy phổ thông các bác nhá. Còn 1000C các bác phải có những cụm đẩy lớn như LA800, LA1000 trở lên nó mới khai thác được. Còn 880C với 450C các bác chơi gia đình rất phù hợp các bác nhá. Nhất là các bác đánh với những chiếc Jaguar và những chiếc đẩy có công suất vừa và tầm trung. Đấy các bác. Và 880C em để các bác giá 4.3 trên thị trường, dao động khoảng rẻ nhất các bác đi kiếm được là khoảng 4.8 các bác nhá. Và 5.2 880C các bác nhá. Còn 450C thì các bác đi kiếm rẻ nhất cũng phải 4.8 rồi. Với cái loa là loa zin, không sơn lại chép, loa zin hết các bác nhá. Ê căng zin. Đó, đẹp xuất sắc, hàng tuyển chọn. Đây em đang có khoảng hơn 20 cặp đây cho anh em đang cất đây. Thì để các bác giá 4.3 đồng giá nhau 450C. BMB 450C zin và 880C zin. Đây 450C đây các bác. Đây các bác nhá, 450C đây, em sẽ quay cho các bác cái phía sau của nó đây. Chung chung nhấc nhấc anh quay cái này phát. Đấy, 450C là siêu đẹp các bác nhá. Đây. 450C siêu đẹp luôn các bác nhá. Đấy, 450C siêu đẹp. 450C này các bác. Đây các bác. BMB 450C nó hơi tối các bác. 450C 500W, cái này là 500W một quả. Còn 880C là 1000W một quả các bác nhá. Đấy các bác lấy cặp nào cũng được, cứ một cặp là 4.3 triệu. Hàng tuyển chọn cho các bác luôn. Và với những cái dòng này thì khẳng định các bác luôn, nếu các bác chơi trong tầm tiền 4 triệu, nói chung tầm tiền 5 triệu đi, không thể kiếm được loa nào có chất lượng âm thanh tốt hơn được mà lại có thể nghe nhạc và hát karaoke được các bác nhé. Kể các bác đi tìm đến những mẫu loa Nhật luôn. Đó, mẫu loa Nhật có thể là nghe nhạc nó hay bằng nhưng không thể karaoke được, hoặc hay hơn đi. Đó, có thể karaoke, có thể nghe nhạc nó hay hơn nhưng không thể karaoke được. Đó. Còn nếu mà để karaoke được thì chắc chắn sẽ không nghe nhạc hay bằng. Nhưng mẫu này nó lại karaoke được. Và hát rất to. Hát to luôn các bác nhé. Hát cho hàng xóm nghe luôn. Nhưng mà nghe nhạc lại rất là ok. Tiếng dày dặn ấm áp đặc trưng của BMB các bác nhé. Đó. Nhưng các bác phải chơi với những chiếc âm ly Jaguar và những cục đẩy. Còn em không khuyến thích các bác để chơi. Các bác chơi những chiếc âm ly của Nhật Bản như thể là Pioneer 717. Hai bên thế nguồn nặng khoảng 20 cân. Hoặc là Sansui 707, 607, 907. Những dòng âm ly khỏe đó. Nhưng em khuyến thích các bác không nên chơi trên những loa này các bác nhá. Các bác chơi trên loa BMB 450C và 880C, nhất là 880C. Nó là cái kẹp loa nó có 5 đường tiếng, 2 loa chép này các bác. Và một con bát 25 này, bát từ kép các bác nhá. Thì dòng 880C này nó rất là lực các bác ạ. Nếu các bác đánh với âm ly Nhật thì sớm muộn thì chiếc âm ly Nhật nó cũng chết. Nhưng mà đánh với Jaguar 203A, 203N, 203 Ba La Mã, 506 vân vân thì lại rất phù hợp các bác nhá. Đấy, riêng với những dòng BMB này hoặc những con đẩy như để LA500 nhà em đang bán có 2.8 triệu một chiếc đẩy LA thôi. Và các bác mua con vàng DB Acoustic hoặc một vàng vàng lách vào đây. Cả bộ cái cặp loa này nó 4.3 triệu. Cái đẩy là 2.8 triệu, cái vàng là 2.6 triệu. Đó, nếu DB Acoustic không nên các bác chơi vàng lách có 1.4 triệu thôi. Đó các bác nhá. Các bác thừa thãi các bác ghép thêm một con lọc Hàn Quốc hơn 1 triệu, hoặc là một con lọc DB DBX 3 triệu vào đây nữa thì nó quá hay các bác nhá. Đó. Thật sự các bác một bộ nghe nhạc quá hay luôn. Các bác nếu mà để chơi BMB, để mà chơi BMB muốn nghe nhạc được các bác phải chơi lọc các bác nhá. Những dòng loa Nhật, những bộ cấu hình Nhật Bản, hàng Nhật, hàng Mỹ em không khuyến thích các bác chơi lọc. Nhưng mà riêng BMB các bác nhá và Jaguar
Jaguar bị đánh với BMW đẩy LA hay là đẩy, nói chung cái đẩy Crown luôn, đánh với BMW thì em lại khuyên các bác chơi lọc. Bởi sao? Bản chất loa BMW này nó đánh thẳng và tiếng của nó rất là uy lực và mạnh mẽ. Đó các bác nhá, nó không có phân tần. Chính đó là cái ưu điểm khi các bác đánh thẳng rất là uy lực, hát lời rất tốt, nhưng mà khi các bác nghe nhạc nó có độ ồn một chút do không kiểm soát được trung âm, cái trung trầm và trung âm của nó hơi lấn nhau, thì các bác có thể sử dụng những cái lọc xì. Bây giờ phương án các bác có thể những cái lọc xì Hàn Quốc này, giá chỉ hơn triệu này. Đây những cái lọc xì này. Đó các bác, giá hơn triệu này, các bác triệu 1, triệu 2 này. Rất tốt các bác nhá, đánh với những con đẩy hoặc những con Jaguar. Các bác cắt tỉa một số giải tần ở 500 Hz hoặc ở 250 Hz. Các bác cắt xuống một chút và ở 800 Hz nữa các bác cắt xuống một chút, tiếng nó rất là trong các bác nhá. Cái chép của nó sẽ khá là trong, nó không bị lẫn vào cái tiếng chép. Đó khi các bác nghe nhạc trữ tình. Nhớ mấy các bác là ngày trước, cách đây khoảng chục năm trước, hay là khoảng 7 năm trước rồi, chưa đến chục năm, thì BMW 450C và 850C, chưa có 880C đâu các bác nhá. 850C này ngày đấy nó mới ra, nó ít hàng bãi lắm. Thì những cái mẫu loa 450C và 880C các bác ạ, nhất là 850C là cặp loa huyền thoại các bác nhá. Nói đến BMW à, biết đến 850C ngày trước nó rất là huyền thoại. Anh em bán loa, anh em bán loa cho bọn em này các bác, còn phải bán theo âm ly Nhật và bán kèm thêm lọc xì để mà đánh nghe nhạc chuyên nghiệp trên những cái BMW 850C và 450C. Thì bây giờ 880C tiếng nó còn bát, nó còn cắt sâu hơn đó các bác. Và 450C thì nói chung 450C và 880C là hai cái mẫu bát 25 hay nhất rồi đó các bác. 850C thì nó cũng hay nhưng mà nó không thể hay bằng hai mẫu này được các bác nhá. Đó nên là em đợt này thì em chủ lực em quay những cái mẫu này thì các bác 450C và 880C. Đó 880C là 4,3 triệu, 450C cũng 4,3 triệu luôn. Các bác lấy thì nhắn tin cho em qua số điện thoại 0983 662 586 và 0981 19 3656. Các bác gọi điện, những bác mà gọi điện vào lúc 1-2 giờ sáng, các bác thông cảm cho em, lúc đó có thể em đang ngủ, em cũng không nghe alo được. Một số bác nhắn tin vào lúc 2 giờ sáng và gọi điện cho em lúc 2 giờ sáng, bởi vì em sáng dậy em cầm điện thoại lên em xem. Một số bác gọi điện cho em lúc tầm 1-2 giờ sáng ấy các bác, 1-2 giờ đêm ấy các bác, gọi điện không được, xong nhắn tin mà là tại sao bán hàng mà không nghe máy các bác. Thì thật sự các bác là 1-2 giờ sáng bọn em đến lúc sáng dậy em kiểm tra lại tin nhắn với lại lịch sử của gọi. Gọi lúc 2 giờ đêm thì thật sự các bác em không thể alo được các bác nhá. Lúc đó em ngủ rồi. Các bác hãy alo cho em trước lúc 11 giờ đêm hoặc là nếu mà sau 11 giờ đêm thì các bác cứ nhắn tin cho em Dũng. Đó. Trong cái giờ hành chính từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm thì các bác gọi điện cho em cũng được. Còn không các bác cứ nhắn tin cho em Dũng là tốt nhất. Kể cả giờ hành chính này, khi bọn em đang quay video hay đang bốc loa này, đôi khi các bác gọi điện bọn em cũng không nghe máy được, bởi vì có rất nhiều việc các bác ơi. Hàng hóa đi liên tục nên là bọn em cứ ngồi gói hàng ấy, cũng chỉ có 5 anh em làm thôi. Nên nếu các bác mà có nhu cầu gì, các bác có thể để lại tin nhắn cho em Dũng, hoặc có thể gọi điện. Thì nếu gọi điện mà em không nghe máy được thì để lại tin nhắn, hoặc là để lại tin nhắn là ví dụ anh muốn lấy cặp BMW, nhắn tin cho anh, gọi lại cho anh, em sẽ gọi lại cho các bác nhé. Đó. Đấy thì 450C em đang khiêng lên, giá để các bác rất là rẻ các nhá. 450C và 880C 4,3 một cặp thôi. Đây các bác, ví dụ đây này. Đây chiếc 880C này các bác bóc ra các bác nhìn xem này. Nó đẹp mê hồn các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn này các bác. Trời nó hơi tối rồi nhưng mà bóc ra các bác nhìn cái độ đẹp của nó này các bác. Đẹp mê hồn trận luôn, rất là đẹp các bác nhá. 880C. Đẹp xuất sắc luôn này các bác. Các bác có nhu cầu lấy những cái dòng loa BMW chất lượng cao này thì nhắn tin cho em. Đây là những cái mẫu loa BMW chất lượng cao các bác nhá. Trong cửa hàng thì em đang bê để rất nhiều loa Mỹ và loa Bose vào trong cửa hàng rồi. Đó các bác. Thì kể cả những dòng loa Bose hay những dòng Jaguar 203N siêu đẹp này các bác, nhà em về được đợt này về lô 203N rất là đẹp các bác nhá. Thì giá có 5,8 triệu của 203N thôi, giá rất là rẻ các bác nhá. 203N xịn, núm gầy vang rời, đời 94, 95, 96 các bác nhá. Hàng xịn luôn. Đấy đánh với BMW hay đánh với Bose này khỏi phải nghĩ luôn. Cái vang rời hay vang liền, cứ hàng xịn là hay các bác nhá. Cái nhạc nó như nhau, cái vang chỉ khác nhau về cách chỉnh thôi. Em sẽ có một video hướng dẫn các bác cách chỉnh vang rời mà cho nó hiệu quả, thậm chí còn hay hơn vang liền các bác nhá. Đó các bác lưu ý giúp em. Đó thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Các bác có nhu cầu lấy BMW 450C hay là 880C, những dòng BMW chủ lực. Đấy đợt này về những cái lô Jaguar 203N, 203 mã này các bác. Đấy các bác rất là đẹp các bác nhá. 203 mã này, 203N tiếp này. Những lô Jaguar xịn rất là chất các bác nhá. Các bác đến nhà cửa hàng trực tiếp cửa hàng nhà em, hoặc là nhắn tin cho em qua hai số trên hoặc gọi điện. Thì em Dũng xin kết thúc video ở đây. Các bác đừng quên cho em Dũng xin một phím like, và những bác chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để cập nhật những video hàng ngày bọn em báo giá cũng như là test âm. Thì các bác có thể thấy kênh nhà em đang gần đạt đến 100.000 lượt đăng ký rồi các bác.
Hy vọng thời gian tới các bác sẽ ủng hộ và chia sẻ kênh nhà em để sớm đạt 100.000 lượt đăng ký. Đợt này các bác có thể thấy tương tác của nhà em đang lên rất là nhiều, lượt đăng ký mỗi ngày đang tăng lên rất là nhiều. Đó, đấy một tín hiệu mừng. Và cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cũng như ủng hộ em Dũng trong thời gian vừa qua. Xin chào các bác.